Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người ơi, em đang ở cửa hàng. Em có gặp được một em đĩa sai quá khủng luôn mọi người ạ. Đây, em đang quay cho mọi người xem. Cái đĩa này của Adita nhé mọi người nhé. Cái hàng này là quá khủng luôn. Chiều mặt của nó là 1 mét mọi người nhé. Chiều sâu mặt của nó 1 mét, chiều sâu của nó là... Chiều cao của nó là 11 mọi người nhé. 12. Đấy, anh Quý vào đo hộ em cái mặt nó cho mọi người xem ấy. Cái này là khá là to luôn. Mọi người mà ai mà muốn nhu cầu lấy cái này thì cứ liên hệ với em để em qua em lấy cho mọi người nhá. Đây, zin cao, zin 1 mét luôn. Đấy, 1 mét. Chiều sâu nó, anh quay chiều sâu của em ấy. Chiều sâu 12. Rồi. Chiều sâu nó đây mọi người. Đấy, chiều sâu khoảng 12 mọi người nhá. Chiều sâu 12. Triện mọc đầy đủ luôn. Đây, em quay phía sau cho mọi người xem triện mọc. Anh dựng nó lên cho em để em quay cái triện của nó. Đây nha, có triện chữ ký đây nha mọi người nha. Đây, mọi người xem là nó hơi mờ một chút thì mọi người thông cảm cho em. Có chữ ký nha, triện mọc đầy đủ. Cái này là cái chữ này là nó vẽ khắc chìm xuống trước khi họ làm họ vẽ thôi nhá. Không phải là mới đâu mọi người nhá. Cái này là từ thời nó còn mọc là người ta đã ký như này rồi. Đây, đây là mặt sau của nó. Mặt sau của nó thì họa tiết thì nó không có nhiều đâu mọi người ạ. Bây giờ cái này thì để những nhà nào có khách sạn ấy mà trưng bày cái này thì quá là tuyệt vời luôn. Này em quay sát cho mọi người xem này. Đây mọi người, đây em quay đây là có cỗ xe phú quý nhá. Em xem có ba cái bức tranh này, nó có ba cỗ xe phú quý mọi người nhé. Không cần đâu anh Quý, thế kệ nó bắn đi. Lau lên bóng đẹp lắm. Đây nó chỉ hơi bụi thôi. Anh lau qua cho em xong em quay mọi người. Bây giờ đang bụi bẩn này ấy. Đây này. Lau qua cái nó sáng đẹp lắm mọi người. Đây nha. Đây chỗ này là chưa quay, chưa lau này. Đây mình lau này. Em quay cho mọi người xem. Lau cái này. Đấy. Cái này để nó hơi bụi. Thông cảm nó lâu quá nó bụi nên là không có ai lau chùi cả. Bây giờ khi em vào cửa hàng em quay thì bắt đầu họ mới vệ sinh mọi người nhá. Quá xinh quá luôn nè. Quá xinh đẹp. Kỳ đây đấy. Người Nhật người ta đang bảo em là hàng quá đẹp luôn. Đây để em quay cái viền ngoài cho mọi người xem trước, xong tí em quay cái mặt trong. Đây là một cỗ xe phú quý đấy mọi người. Cái đĩa này quá là tuyệt vời luôn mọi người. Ai mà muốn mua cái này cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo của em là 0962 949 668 mọi người nhé. Đấy, mọi người thấy chưa? Nó có cạnh quá là tuyệt vời luôn. Bây giờ em quay vào cái vòng chính của nó. Đây, mọi người nhìn thấy chưa, phê chưa, quá là tuyệt vời luôn. Đấy, em quay ra lùi lại để cho mọi người xem toàn bộ cảnh của chiếc đĩa này. Đây là một chiếc đĩa này nhá. Và tiện thể em sẽ quay luôn cho mọi người cái bên cạnh nó có một cái chiếc màu xanh này. Em định không quay nhưng mà thôi, tiện em quay luôn cho mọi người cùng xem. Đây nha mọi người nhá. Đây, đây là cái đĩa này là đĩa xanh lam đây mọi người. Size nó cũng là 1 mét nha mọi người nhá. Quá là đẹp luôn mọi người. Vậy phong cảnh sông nước hữu tình nhé mọi người nhé.
có sông, có nước, có nhà. Núi non hùng vĩ quá đẹp luôn. Cái này thì không còn chê vào đâu 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 mà em thấy là quá tuyệt vời luôn. Tranh vẽ tay như 3D. Hàng vẽ tay mọi người nha. Mọi người nhìn thấy như 3D luôn. Thấy chưa, trên là núi trên cao đấy. Họa tiết của người Nhật nó vẽ quá là đẹp luôn. Toàn những nghệ nhân đỉnh cao như này, như này. Cái này chắc người khéo tay thì vẽ mặt khác. Đẹp quá mọi người ạ. Để em kéo nó ra em xem, anh Quý kéo nó ra em xem đằng sau nó có chuyện hay dấu chưa. Nắm dưới chân anh Quý ấy, nắm chân gỗ ấy. Đây mọi người nhá, cái đĩa này là cũng có chuyện dấu của, cũng là của Arita nhá mọi người nhá. Đấy. Quá là đẹp luôn. Mọi người ai mua thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhá. Rồi em xin phép em chào tất cả mọi người đây. Em kết thúc video đây mọi người. Một lần nữa cho em gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em nhé mọi người nhá. Rồi em xin chào tất cả mọi người.